Nữ diễn viên Song Hye Kyo, 33 tuổi, không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều nước châu Á, là một trong những nhan sắc nổi bật nhất của màn ảnh Hàn. Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng với vai nữ chính trong phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu, 2000, sau đó là Ngôi Nhà Hạnh Phúc, 2004, mới đây nhất là Ngọn Gió Đông Năm Ấy, 2013. Song Hye Kyo được mệnh danh là nữ hoàng mặt một đẹp nhất Hàn Quốc. We'll be right back.